Xin chào các bác đang xem kênh Hải Phòng RV. Ngày hôm nay thì bên em có về thêm dòng TV Samsung mẫu AU7700. Đây là dòng giá rẻ được rất là nhiều các bác mong chờ. Và hiện tại thì hôm nay thì về thêm một chút, một số cái mẫu như là 75 inch này, 65 inch. Thực tế số lượng nó không có nhiều, bên em còn bao nhiêu thì em vét nốt của hãng thôi. Đây hiện tại đang có 4 mẫu 75 inch, một mẫu 65 AU7700 đây. Hàng thì xe bên hãng đang giao đây. Anh này anh đang chuyển vào. Size nhỏ thì sẽ là DU7700 để ngoài. Còn hiện tại đây là 65 và 75 inch AU7700. Các bác nào mà muốn tìm mua dòng TV Samsung giá rẻ nhất bây giờ, các bác có thể tham khảo qua cái mẫu AU7700 này. Và giá thành thì một chút nữa em cũng sẽ cập nhật giá để gửi đến các bác. Còn hiện tại thì bác nào quan tâm đến mẫu này, các bác cứ gọi trực tiếp về số tổng đài đó là 0974178586 thì bên em sẽ tư vấn cũng như bán hàng cho các bác. Bên siêu thị điện máy Ecomart thì có bán hàng toàn quốc, có giao hàng toàn quốc và có cả trả góp. Và ngay sau đây thì em sẽ quay ra những cái mẫu TV này cập nhật giá để gửi đến các bác. Xin lỗi các bác, trước khi mà cập nhật giá thì em sẽ quay cho bác cái ngày tháng năm sản xuất của dòng AU7700 nhé. Thì hàng thì cũng mới về thôi, hàng mới 100% nguyên hộp. Năm sản xuất ở đây thì em đang xem là tháng 11 năm 2023. Bởi vì cái mẫu AU7700 thì trong năm 24 Samsung họ sản xuất rất là ít và gần như không có. Và hiện tại thì đã bỏ mẫu không sản xuất nữa rồi. Thì bây giờ còn những cái mẫu nào còn tồn kho thì bán nốt thôi. Đây, tháng sản xuất là tháng 11 năm 2023, dòng 75 AU7700 đây. Mẫu 65 thì tháng 12 năm 2023 đây. Tháng 12 năm 2023 65 AU7700. Xin lỗi các bác là em phải che cái số series nhá. Số series thì của TV thì em phải che bởi vì nó liên quan đến kích hoạt bảo hành, cho nên là em sẽ không thể mà cung cấp số series trên video được. Nhưng mà đấy, cái mẫu TV mới về, đảm bảo hàng mới nguyên hộp, chưa kích hoạt bảo hành. Và bảo hành thì chính hãng là 24 tháng, 2 năm chính hãng tại nhà, hỗ trợ 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu. Dòng 75 AU7700. Các cái mẫu bên này thì cũng thế, tháng 11 năm 2023, ngày tháng sản xuất coi nhé. Thì sau đây em sẽ chuyển sang cái chỗ bày TV để cập nhật giá cho các bác. Dòng AU7700 thì em đang bày bên này. Đây. Đây, hiện tại bên em đang bày cái mẫu 65 AU7700 trên quầy kệ. Dòng này thì được rất là nhiều các bác lựa chọn trong thời gian vừa qua bởi vì giá thành thì cực kỳ rẻ. Ưu điểm lớn nhất của dòng AU7700 là giá rẻ. Hiện tại thì là một trong dòng TV giá rẻ nhất của Samsung bây giờ. Và các bác mua những cái dòng size màn hình to như là 65 inch, 75 inch để cho các bé học ở trường học lắp đặt trong các cái lớp học ấy thì rất là nhiều. Thì đây là một trong những cái dòng TV mà chất lượng tốt của Samsung cũng như là hàng chính hãng 100%. Về cái cấu hình của màn hình, độ phân giải sẽ là 4K, tần số quét là 60Hz. Công nghệ màn hình sẽ là màn hình nét viền các nhá, nét viền, tấm nền VA. Âm thanh của nó thì tổng công suất loa sẽ là 20W, có hai củ loa. Dòng AU7700 thì đã có cập nhật tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt qua Bixby rồi. Các bác nào mà chưa cập nhật được thì các bác có thể tìm trong kênh của em, có video hướng dẫn các bác cập nhật cái tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt Bixby trên cái mẫu này. Giao diện thì giao diện Smart TV. Hệ điều hành là Tizen OS. Đời ra mắt thì năm 2021, vì vậy mà cái hệ điều hành nó vẫn đang như này. Nó chưa có cái cập nhật hệ điều hành mới của Samsung bây giờ. Nhưng mà ứng dụng thì đầy đủ các bạn nhé. Ứng dụng YouTube, Netflix, rồi VOn, rồi FPT, Play, Clip TV, TV 360. Các bác cần, các bác có thể tải được về bình thường. Mẫu AU7700 thì các cổng kết nối đằng sau có đầy đủ. Từ cổng HDMI, cổng USB, cổng Optical, hay là cổng mạng, cổng anten đều có để hỗ trợ. Thứ nhất là xem giải trí, thứ hai là có thể hỗ trợ học tập, rồi kết nối sang các thiết bị điện thoại hay là kết nối sang máy tính cũng ok. Màn hình thì màn hình 4K rồi, giải trí thoải mái.
Size màn hình 65 inch thì độ rộng rơi khoảng 1m46. Xem từ khoảng cách tầm 3m thì phạt là ok. Còn 75 inch thì độ rộng là 1m67 và xem từ khoảng cách tầm 3m rưỡi, 4m cũng phù hợp. Về mức giá thì dòng 65 AU7007 hiện tại đang bán giá bên em, giá mà chưa hết quà, rơi vào 11.420. Còn ở dòng TV 75 inch, 75 AU7007 thì giá thành đang bán chưa hết quà, rơi vào 15.950.000. 15.950. Giá rất là rẻ các bác nhá. Đây là dòng TV Samsung giá rẻ nhất bây giờ. Hàng thì như các bác vừa mới thấy ấy, hàng về rất là ít, chỉ còn một vài mẫu thôi, một vài chiếc thôi. TV 75 inch thì em về được 4 chiếc, còn 65 inch thì về được có 1 chiếc thôi. Giá thì đang giá tốt. Các bác nào mà muốn tìm dòng Samsung giá rẻ, các bác nên tham khảo qua cái mẫu AU7007 này. Nếu như mình không có nhu cầu quá cao về chơi game, không cần thiết về xem phim Netflix ấy, thì các bác xem VTV, xem YouTube bình thường thì những cái mẫu này đã đáp ứng thoải mái rồi. Quan trọng nhất là các bác tiết kiệm được chi phí khi mình đầu tư ban đầu. Đây là dòng AU7007 của Samsung các bác nhá. Hàng thì mới 100% nguyên hộp, chưa kích hoạt bảo hành. Cái phần kích hoạt bảo hành thì sau khi mua hàng bên em trong khoảng tầm 30 ngày bên em mới kích hoạt bảo hành cho các bác. Và kích hoạt thì sẽ có thông tin của hãng gọi điện về check, cũng như là có tin nhắn trả về các bác là đã kích hoạt thành công, thì lúc đó bắt đầu mới tính bảo hành. Còn hàng thì đảm bảo hàng mới, các bác mua về dùng thoải mái. Đây là dòng AU7007. Nếu như mà so sánh giá cái mẫu này, dòng AU7007 với cả dòng DU7007, dòng thay thế cho cái mẫu này trong năm 2024 ấy, thì chênh nhau khoảng độ vài triệu đồng. Đây em sẽ quay cho bác thêm cái dòng DU7007 nhé. DU7007 thêm đang để bên này. Mẫu DU7007 thì trong năm nay ấy, nó thiết kế mỏng hơn một chút. Và nó có một nhược điểm, đó là cái cổng optical thì hãng họ đã bỏ rồi, nó không dùng cổng optical nữa. Đây 65 DU7007 đây, mẫu mới 2024. Nếu như dòng AU7007 mà hết hàng, không có hàng về nữa thì dòng DU7007 sẽ là dòng TV giá rẻ nhất của Samsung. Nhưng hiện tại thì dòng AU7007 thì vẫn còn một số hàng. Thực ra thì em đang hỏi ở bên hãng còn bao nhiêu thì bên em cũng vét nốt ở kho rồi. Cho nên là cũng không biết là có về thêm hay không, hay hãng có thêm hay không thì em không biết. Nhưng mà hiện tại thì có bao nhiêu bên em lấy hết ở kho rồi của hãng đấy. Vừa mới về hôm nay. Giá thành của dòng 65 DU7007 ấy, thì hiện tại đang bán mẫu 65 inch thì rơi vào là 13.180.000, 13.180, tức là đang chênh lệch khoảng tầm là hơn 1 triệu. Mẫu 65 AU7007 là 11.420, trong khi đó thì mẫu này là 13.180, chênh khoảng tầm hơn 1 triệu so với cả dòng gần 2 triệu nhé, gần 2 triệu chênh nhau. Còn 75 DU7007 thì hiện tại đang bán giá thành nó phải tầm khoảng 18-19 triệu. Đây các bác chờ một chút, em sẽ check giá chính xác cho các bác. 75 DU7007 giá mà trừ đi hết quà sẽ còn là 18.850.000. Trong khi đó thì mẫu 75 AU7007 chỉ có 15.950.000 thôi. Đang chênh nhau khoảng tầm là gần 3 triệu rồi, 2 triệu 9 rồi. Chênh rất là cao. Thì hiện tại nếu bác nào mà tìm những dòng giá rẻ, các bác nên chọn dòng AU7007 các bác nhá. Hàng bên em về có số lượng có hạn thôi, các bác nào mua sớm thì sẽ còn hàng. Và bác nào mà muốn mua hàng mẫu AU7007, các bác cứ gọi về số tổng đài bên em, đó là 0974178586, hoặc vào website để tham khảo giá. Website sẽ là eco.vn. Video cập nhật giá đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy hay, có ích thì đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video mới nhất hàng ngày từ kênh Hải Phong TV về cập nhật giá TV cũng như hàng hóa TV về như nào thì em sẽ cập nhật sớm nhất trên kênh YouTube này. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.